Một tỏi chiên hâm, ống tho vâm sảnh phải mắt mài nhàn trọ quỷa, ây nái phát chiếp nhẳng nay, hơn phẩy bé tàu mơ tỏi xiêm lăng bàn mới bê, sàn viên xả lộc bình quỳnh lạng sơn xanh, trụ sử lồng vâm sinh hoạt tứ phẩm chuẩn. Hôm biển ông Hà Văn Trung, mài tiêu vầm chuẩn liều kìa phát béo, ấy này phát chiếp hú mùa tỏi kỳ hình này, đã nhờ lồng vâm duẩn sử lồng, hòng hoi hòng tuần bơm vâm duẩn sử lồng. Ông Trung buồn hiu, mỗi khi bơm vâm tứ vầm chuẩn duẩn bể táp vâm, năm mài vâm rảnh sử lồng, biết trụ lồng phèn phỉu, điều vầm bể giang thỉnh sử lồng tu. Vâm dụ quá, biết ỏi phèn diệp phỉu, liều vâm tiền hấp hồng hoi, dạo xin chế lồng vâm nái, mai hiếu tu đảm bảo sao có má đảm bảo si má mài vâm trụ sử lồng đây. Đảng nay lăng bản mới bê tụ quốc chàng đầu tư công trình vâm sảnh sinh hoạt, gồm pia non vầm bể táp vâm, các mài keo dẫn vầm đao phát pé thị, diêm hồ tả keo chuẩn, mua tỏi huyền hay, khi tu sử lồng vâm sảnh họp vệ sinh, xì thảo nhẳng y thìn chiệp phàm, lùng tươi dũng chầu vải phát, chiệp thị đao, keo dẫn vầm, tứ dìu nải chẳn thảo trả, mai thăm hua miền diêm lăng, trụ sử lồng vầm chuẩn liều sinh hoạt, thông mai buồn hua mua tỏi, khăn mua vầm bỏ diêm có liều lình, liều ỏi vâm sử lồng, hải hua mài hùa kỉnh hơn, mết thầy bể ten vầm biũng, xả cong, mai bình táp vầm. Dì vầm tứ có tiểu vầm chuẩn má rằng chỉ mai phèn chuẩn phỉu thỉnh liều châu nhàn sinh hoạt tu. Mình họp ảnh buồng huyên các cử tri đại biểu sáng quyền chế con thăm si thảo trà y tràn chế má kèn chỗ tu tỏi miền bàn chủ lộng vâm nái giam lại mài họ toàn thiệu y sàn viên vân họ toàn khoa nhầy chẩm xiết hạ bế phết tầm giang vâm liệu chủ miền màn diêm xuồng tàu dũng tàu sang thám niền bua quảng dịa vâm chuyển dịa bua diêm nái đình đan liêu. Lăng bản mới bê tú chẳng điệp tứ nhẳng diệt tin chô bé cho chiệp rất ây lấy trình phục vụ mua tỏi liều chấu hồ ta keo sản viên xả y chản lăng mài bít chiệp uống mua tỏi các phát phẩy bé ứng chiệp làn miền diêm dìa lồng mua tỏi thồng buồng tham khâu buồn hút trầm bộ thảo ứng chiệp nhảy buồn bé mua tỏi diêm lăng mong có cấp chính quyền quan tâm băng đỡ chầu keo thò vầm liều mua tỏi mài vầm sảnh sử lồng đảm bảo miền khá ổn tình diêm dìa lầu. Mua tỏi diêm nay trên tuồng khâu nhất bê má mài vâm rảnh sử lồng trên mống quá tràng băng chầu keo thò vâm liều mua tỏi lăng bản mới bê mài vâm rảnh sử lồng. Tiêu sĩ diểm vâm dành sinh hoạt các trụ lồng vâm mắt đảm bảo vệ sinh, chiên sâu lọ trụ bẻng buôn mua tỏi, si vầy diêm dưới lầu lùng thoi vần buồng khâu, mua tỏi lăng bản mới bê, vần trụ sử lồng vâm tứ vầm chuẩn mắt đảm bảo vệ sinh, cam ma hưu thảo hài si hù thỉnh bài vâm dành sử lồng.